rời quân ngũ, Thung Hoàng được trở về là vùng quê nghèo yếu dấu nơi xưa. Con sông hiền hòa, bao nhiêu là ký ức tuổi thơ, có nhiều mối tình đẹp mộng mơ. Hôm nay Thung Hoàng trở về, có ai cần nhắn gửi điều gì hay không? Ai xa phương nơi nào chẳng về, Thung Hoàng sẵn mang hết chút tình thương, chút tâm tình gửi tới quê hương còn đó. Mỗi lúc tan trường chiếc khăn đỏ trên vai, người cha đứng trông người cha hiền hậu, nở nụ cười khi thấy con thơ. Dưới bóng dừa man mát quê hương, đem mênh mông trong tim gợi thương nhớ ngọt ngào. Quê hương là ký ức tuổi thơ, quê hương là dòng sữa mẹ của chúng mình đấy mọi người à. Tuổi của Thung Hoàng không được còn nhỏ nữa, nên bày dày cho các cháu hãy cố gắng học tập nên người, để rồi đây trở thành con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan của Bác Hồ, tương lai sự nghiệp sáng ngời của các cháu đang ở phía trước đó các cháu à. Rèn luyện sức khỏe cho các cháu với những môn thể dục nhảy dài, nhảy cao, để tôi luyện sức khỏe chuẩn bị bước vào năm học mới, năm học đầy kết quả cao. Ông cha ta đã nói sức khỏe là mẹ thành công. Đúng vậy, chúng ta phải thi đua luyện tập để có một sức khỏe tốt, đó là đòn bẩy vững chắc để xây dựng đất nước, đặc biệt là chuẩn bị cho một năm học mới, một năm học tràn đầy kết quả cao. Chúng ta phải cố gắng học tập tu luyện đạo đức. Bởi thế, bây giờ chúng em mới thấy câu nói của Bác Hồ thật là đúng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Chúng ta thật may mắn khi sinh ra lớn lên trong hòa bình hạnh phúc, nhưng xung quanh chúng ta còn có biết bao bạn phải chịu cảnh tật nguyền bởi chất độc da cam, bao nhiêu cảnh đời éo le, không nhà không cửa, không được cấp sách tới trường. Vậy chúng ta phải làm gì? Phải cùng nhau đồng viên an ủi, hay phần nào góp chút tình cảm vật chất nhỏ bé của mình vào các hoạt động nhân đạo mà nhà trường vẫn thường xuyên kêu gọi, để từ đó biết yêu thương gia đình bố mẹ, biết quý trọng cộng đồng, làm cho xã hội ngày càng văn minh tươi sáng hơn. Tuổi thơ với Thung Hoàng là những hồi ký ức đầy đẹp đẽ, rong chơi của những đứa trẻ trên đồng, ký ức của những mùa nước lũ và những món ngon của mẹ nấu, và nhiều kỷ niệm còn đọng lại trong tâm trí mà có kể cũng không diễn tả ra được hết. Và tuổi thơ là những ngày tháng đẹp nhất trong đời của mỗi con người chúng ta, những ngày tháng không bao giờ phải lo toan, không mệt mỏi, không áp lực của công việc, mà chỉ biết chơi đùa với những ngày tháng đó. Có bao giờ mọi người thử nghĩ tuổi thơ của mình đã trôi qua như thế nào không? Hay là do công việc bộn bề mà chúng ta đã bỏ quên ở nơi ký ức kín đáo đó, để rồi một ngày nhớ lại thì chúng ta đã già.